Mình test cái đàn guitar Aria EST1956 C, có model là C39EBK. Này thị trường nó tầm khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu. Cái này mới mua có 1 tháng thôi. Tiếng cũng khá ok. Cái này đã gắn EQ các bạn. Còn nó mới đã gắn EQ. Tiếng khá là tương đó. Chúng mình bán ra 1,5 triệu các bạn ha. Bạn tiết kiệm khoảng được 400 ngàn. Này có bao da luôn. Rồi xin cảm ơn.